Ôi trời ơi là trời, không biết Sammy đi đâu mà giờ này chưa thấy về nữa ta. Từ sáng đến giờ là đi mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Đi chơi hay là đi đâu mà gọi là lâu dữ vậy trời. Trời ơi trời. Mấy bạn ơi, hồi sáng nay nè, Sammy bảo với mình là Sammy sẽ vào trong rừng đi kiếm mấy cái đùi gà để về nhà làm KFC cho mình ăn. Vậy mà sao từ sáng giờ bả chưa thấy về nữa ta. Có khi nào bả vô trong rừng xong bả trở thành công chúa ngủ trong rừng, cái bả ngủ trong đó luôn không? Trời ơi trời, cái bà này bả lười lắm luôn nha. Rồi sau đó bả sẽ chờ một vị hoàng tử đẹp trai xấu muối, đó chính là Phong Cận, đến hôn bả một cái thì bả mới tỉnh dậy. Trời ơi là trời. Nhưng mà cũng lo quá, đi giờ này mà chưa thấy về nữa, có khi nào bả vô rừng bả gặp zombie không ta? Thôi chắc không sao đâu. À quên, từ nãy giờ mình chưa chào các bạn. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi. Đó, thì hôm nay nữa bạn ơi, các bạn biết gì không, mình gọi là lo quá bạn ơi. Sammy đi đâu từ sáng giờ chưa thấy về nữa, mà mặt trời sắp xuống núi nè, sắp tối rồi nè. Trời ơi trời. Nè các bạn coi nè, đây là cái xe của mình nữa bạn, nó bị lật mất tiêu rồi, cho nên mình mới không có xe để chở Sam đi. Chứ thôi mình mà có xe là mình sẽ dùng xe để mình chở Sam đi vô trong rừng để kiếm thịt gà về nhà làm KFC ăn. Nhưng mà bây giờ cái xe bị hư mất tiêu rồi, cho nên là Sam phải đi một mình. Có khi nào bả vào trong rừng xong bả bị zombie bắt không ta? Đã bảo là đừng có đi một mình vào trong rừng mà không chịu nghe. Một mình vào trong rừng rồi lỡ gặp zombie rồi ai mà bảo vệ được, đúng không? Trời ơi trời, phải có Phong Cận đẹp trai xấu muối đi theo thì mới bảo vệ được chứ. Trời ơi trời. Lo quá bạn ơi. Hay là bây giờ mình nghĩ rằng chúng ta không nên ở đây và nói nhiều nữa. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải đi gọi là giải cứu Sammy rồi bạn ơi. Không biết rằng Sammy đang ở đâu, có khi nào bả đi lạc không ta? Thôi nói chung là mình thấy lo quá, cho nên mình nghĩ rằng là mình phải gọi là đi kiếm bả thôi. Trời ơi là trời. Sam ơi là Sam. Ok bạn ơi. Và gọi là trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình phải đi kiếm Sammy đây. Trời ơi là trời, đi đâu mất tiêu rồi trời ơi. Trời ơi trời, sao mà đầu của mình nhức quá vậy ta? Ủa nè anh bạn, đây là đâu vậy? Đi anh bạn, anh về đi anh bạn. Heo. Ê cái gì mà anh bạn gì? Ủa ông là ai? Ủa mà đây là đâu? Im lặng ơi, im lặng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nghĩ sao mà cậu đang ở nơi này mà cậu dám gọi là nói to như vậy hả? Nếu mà nói to như vậy đó là bọn quái vật á nó sẽ phát hiện đó. Cái gì? Ủa gì quái, cái gì mà quái vật nghe cười vậy? Tốt nhất là cậu nên im lặng đi. Hả? Nhưng mà tại sao cậu lại nằm ngất ngay đây vậy? Ủa cái gì? Tôi ngất ở đây á? Ủa tại sao mình lại ngất xỉu ở chỗ này ta? Ủa kỳ vậy? Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Tôi đang trên đường đi kiếm bạn gái của tôi, chính là Sammy. Hồi nãy bọn tôi bị zombie tấn công, thế là bọn tôi đi lạc mất tiêu nhau luôn rồi. Giờ tôi không thấy Sammy đâu hết. Bạn thấy Sammy bạn gái tôi đâu không? Tính ra ta vừa mới gặp ngươi, làm sao ta biết Sammy là ai hả? Hả? Tính ra ông này ổng đâu biết Sammy là ai đâu trời. Đúng rồi, cái bạn đó là một cái bạn gái gọi là lùng lùng cute phô mai que xinh đẹp á. Nói chung là đối với tôi bạn ấy là người đẹp nhất. Ta còn không biết nữa, trời ơi hỏi gì quá vậy hả? Ủa vậy hả trời. Đúng rồi ha, trời không biết thì thôi, ra chỗ khác tôi đi kiếm Sammy. Sammy ơi, Sammy đâu rồi? Đứng yên, đứng yên. Vậy cậu không biết là cậu đang ở nơi nào hả? Ủa nhưng mà nơi này là nơi nào? Cậu hãy nhìn lên đây đi. Trời. Cậu có đấy không hả? Đây là một trong những cái xác chết ở trong khu rừng này đó. Để tôi nói cho cậu nghe, khu rừng này là một khu rừng ảo giác. Nó có thể gọi là xuất hiện những con quái vật có thể tấn công cậu. Tôi nghi là bây giờ bạn gái của cậu đã không qua khỏi nữa rồi. Tốt nhất là bây giờ chúng ta nên tìm cách trốn khỏi đây đi. Tào lao, Sammy làm sao mà gọi là thua mấy con quái vật này được? Gặp mấy con quái vật nó mà ra Sammy ba bẻ cổ của nó hết luôn á trời. Ba bẻ cổ tôi còn được chứ đừng có nói gì mấy con quái vật. Ủa mà ở chỗ này trang trí Halloween là trang trí cái gì nhìn kỳ vậy ạ? Trang trí cái đầu bạn, trời ơi, ngươi nghĩ sao mấy chỗ này mà trang trí Halloween? Đây là xác chết đó. Ủa cái này là người thiệt á hả? Người thiệt đó ba. Gì quá vậy? Trời ơi, vậy giờ làm sao tôi với ông mới thoát ra được khỏi cái nơi này đây? Trời ơi là trời, có gì khó đâu. Ông nhìn nè, có một cái con đường nè. Tôi nghĩ rằng chúng ta đi theo con đường này là về tới nhà thôi chứ có gì đâu. Tốt nhất là cậu nên tìm hiểu kỹ đi, để tôi đi trước cho. Cậu đi đằng sau đi. Thôi để tôi đi trước luôn cho nè. Trời ơi, sợ cái gì không biết. Ê, ôi có cục đá kìa. Ủa, ở đâu xuất hiện cái cục đá vậy? Sau lưng ngươi. Bạn ơi, sau lưng mình có con gì nhìn kỳ quá vậy? Ủa nó biến mất rồi. Thôi ta đã nói với ngươi rồi. Đây chính là một khu rừng ảo giác mà ngươi đừng có đụng vô mấy thứ tầm bậy tầm bạ nha.
Trời ơi là trời, chắc là do tôi mới vừa ngất xỉu cho nên tôi còn hơi bị gọi là choáng váng, rồi tôi thấy tầm bậy bạ thôi chứ có gì đâu. Mấy con ở chỉ là ảo giác thôi, yên tâm đi, không gì đâu, xuống đây. Trời ơi trời, có gì đâu mà, xung quanh này trời, thấy không, xung quanh này có gì đâu, trời làm gì có quái vật hay gì mà ông lo. Trời, mở cửa rồi. Ôi, trời ơi, đừng có đụng vô mấy con tầm bậy mà. Quái vật, ôi, ủa, ủa là mình đang ở đâu đây? Ủa? Đó đấy, cho ta đã nói với ngươi rồi, ngươi cứ đụng vô mấy thứ tầm bậy tầm bạ, giờ mình hư hết rồi nè. Ủa trời, vậy là cái hồi nãy là quái vật thiệt á hả, chứ không phải là ảo giác hả? Nó là quái vật hết mà, trời ơi. Trời, đáng sợ quá vậy, trời ơi trời. Còn cái này là gì đây? Phía trước mặt mình là cái gì vậy? Bây giờ mình bị lạc luôn rồi. Ủa khoan, cái này hình như là mấy cái đầu lâu hay gì nè, nó cứ dồn vô nhau, nhìn ghê quá à. Bây giờ phải đi đường nào bây giờ? Bây giờ tôi có muốn chết đâu mẹ ơi, ba ơi, mẹ ơi. Ơi cái ông kia, ông có thật là nhà thám hiểm mà vậy? Tôi thấy ông nhát còn hơn tôi nữa. Qua đây, hình như đi đường này nè, qua đây. Ôi, quay. Quay vào sau lưng bạn kia, chạy đi. Chạy. Surprise. Ôi cái gì vậy? Sao trời xuất hiện ra cái đầu lâu nữa vậy? Ôi chạy qua đây, chạy qua đây. Chạy qua rồi. Ủa đây là đâu vậy? Bạn ơi, sau lưng bạn kia, quay quý cái giùm kia. Chạy. Trời ơi mấy bạn ơi, cái này là thần chết rồi chứ không phải là quái vật bình thường. Chạy nhanh. Sau lưng ngươi nữa kìa. Trời ơi cái gì mà đóng quá vậy? Chạy vô nhà, nhanh lên bạn ơi. Ui. Cái tên này đúng thiệt là ngươi đụng vô mấy thứ tầm bậy tầm bạ khiến cho mọi đứa hư hỏng hết rồi. Trời ơi trời, tôi có biết gì đâu, tự nhiên cái thế giới này nó kiểu như là nó xuất hiện mấy con yêu quái làm tôi giật hết cả mình luôn. Tôi có biết mấy con này ở đâu ra đâu. Ui, ghê quá. Đáng lẽ chúng ta đã có thể gọi là thoát ra được ở đây an toàn. Vậy mà bây giờ chúng ta đã bị săn lùng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở trong đây nó cần phải có kiếm một cái gì đó để giải mã mới thoát ra ngoài được. Chứ quái vật xuất hiện nhiều như thế này á, mình mà không thể nào mà di chuyển bình thường được đâu. Bây giờ thế này nha, bạn sẽ chạy ra đó dụ bọn nó đi. Bạn chạy vòng cho nó dí theo bạn. Còn tôi sẽ là người đi kiếm gọi là dụng cụ để thoát ra khỏi nơi này, được không? Chạy. Sao người khôn quá vậy? Ủa trời trời, tại vì bạn chạy nhanh hơn tôi mập như heo, sao tôi chạy nhanh được? Ha cũng đúng. Đúng rồi, mập. Trời mất dạy. Ok, bạn vũ nó đi, bạn vũ nó đuổi cho bạn đi. Để tao vũ nó cho. Nè, tụi mày chạy theo tao nè. Ây da, đau quá. Ui. Ủa, cái gì vậy? Đúng rồi bạn. Đi kiếm đồ nhanh lên. Ok, tôi đi kiếm đây. Ok, rương gì nè, để coi. Có hamburger. Trời ơi. Giết tao nè. Bạn ơi, tôi ngồi tôi ăn hamburger xíu tôi cứu bạn được không? Ê, tao quên rồi bây giờ. Thằng chết nó đuổi theo tôi luôn rồi nè. Trời ơi. Chui nhà. Trời ơi trời, sao đây có cây? Tôi đang leo cây rồi bạn ơi. Ui leo cây rồi, hồi hình quá. Ok, để tôi. Hey, chạy ra ngoài. Có gì không? Có cái cửa nè. Chui vô coi có gì không? À cái này là cái toilet đó bạn ơi. Ui có bánh mì nữa nè. Ngon. Ây da, ủa sao trong này? Ăn cái gì vậy trời? Nhanh lên. Tôi có ăn đâu, tôi đang đi kiếm đồ nè Tư. Ơi, có thằng chết thì vẫn đuổi theo tôi kìa. Trời ơi trời. Ở đây là cần gì đây? Cần một cái cần gạt để vào trong nhà. À, ok, hiểu. Đây có phải cần gạt không? Coi coi. Có một cái áo giáp. Mặc áo giáp vô. Rồi bên đây là gì đây? Sao có quá trời đậu lâu đây vậy? Trời đáng sợ quá. Ok, để mình chạy vô trong cái ruộng lúa coi ruộng lúa có gì không. Ủa sao không có gì vậy? Hello mấy. Ê bạn ơi, tính ra bạn kêu bạn dụ mấy con zombie giùm cho tôi mà sao bây giờ nó đuổi theo tôi nè bạn ơi. Ây da, tụi nó chém tôi nè. Ây da, đây ta. Trời ơi là trời. Đúng là đồng mày đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò là có thiệt. Trời ơi. Ta ở đây nè. Ok. Nó thấy bạn mập quá, nó thấy bạn ngon á bạn. Trời, tôi có mập đâu. Ủa mà khoan, đây cần gì đây? Ở chỗ này cần một cái quả cầu. Ok, rồi, để xem coi. Chìa khóa. Bạn cố gắng dụ nữa nha. Mình đi đây. Khoan, hồi nãy thấy có bồn cầu, có khi nào nhét chìa khóa bồn cầu không? Ủa không có luôn. Ủa kỹ ta. Trời là trời, cần gạt rốt cuộc nó ở đâu vậy ta? Ở trên này nó có cái nhà nè, để mình leo anh thử mấy bạn ơi. Mệt quá. Ủa khoan, cái gì đây? Cần gạt nè. Wow. Xong chưa? Thấy rồi, để tôi xíu. Ok, tôi đã tìm thấy cần gạt rồi nè bạn ơi. Ok. Đây. Vô nhà. Vô nhà nè. Rồi trong nhà nó sẽ có cái gì đây? Nó có bộ giáp nè. Xịn. Rồi bây giờ nè. Bây giờ mình sẽ cho bạn cái nón nè. Đó, ok, còn mình sẽ giữ cái quần. Đấy, ok. Rồi. Okay, bây giờ okay. Qua đây. Hồi nãy hình như mình thấy bên đây cũng có bộ giáp phải không? Có nè, lụm luôn. Rồi ok. Trời, nó quýnh mình kìa. Chạy. Hình như là lại chỗ này xong để quả cầu vô đây đúng không? Để vô nè. Nó mở ra con đường nè. Chạy. Mày nhanh lên, nhanh lên. Bạn ơi, qua đây nhanh lên. Ok, ở đây. Ui, bạn ơi, dũng nham bạn ơi. Trời ơi, trời, có chừng nha, té chết đấy nha. Trời ơi, trời, ok. Rồi mình đi từ từ thôi, có chừng té. Ủa cái gì vậy? Bạn ơi, hình như mình thấy mấy cái đầu lâu kìa. Mấy cái đầu lâu xuất hiện kìa, trời ơi, ghê vãi. Đúng là thế giới ảo giác, kinh dị vãi. Bạn ơi, Ủa, khoan.
Đây là đâu vậy? Ôi, mình chưa chết bạn ơi. Ôi bạn ơi, tính ra hồi nãy mình mới thấy mình bị té xuống lava mà sao tiên mình lại xuất hiện trong căn phòng này rồi. Ừ, mình cũng té xuống lava mà. Hình như cái thế giới này không phải là thế giới bình thường rồi bạn ơi. Camera lên bạn ơi, bật camera lên. Ok ok, không sao, mình bật coi. Hình như đây là thế giới ảo giác hay sao bạn ơi, bọn mình từ nãy giờ toàn gặp ảo giác không à. Chưa gặp cái gì là thật hết. Ok ok, từ qua đây coi. Bây giờ ở chỗ này có nhiều cái hay lắm. À, ui đá kìa. Bên đây bị mấy cục đá nó chặn lại rồi, nó không cho mình qua. Vậy thử mình qua bên đường này bên đây coi. Ok, để mình qua đây thử nha. Ê, có gì không? Ê. Ủa có gì không? Lại có hai đường. Bây giờ cái đầu hổng nó xuất hiện ra hai con đường luôn. Ok, vậy qua bên đây thử coi. Bạn ơi, có cái cửa nè. Hình như mình không biết mà. Mình qua cái cửa này là mình win hay sao á. Mở cửa ra. Cái gì đây? À, cửa đã bị khóa hay mở cầu dao. Cầu dao ở đâu? Ủa, cầu dao đâu, hay là mình phải đi tìm vậy? Hay là nó nằm bên đây nè, hình như nó nằm bên đây nè. Qua đây. À, ta biết rồi nha. À, cái gì vậy? Ê, cái gì vậy bạn ơi? Bạn. Ê bạn ơi, sao mình lại rơi xuống cái hố ở đâu tự nhiên tự xuất hiện vậy? Qua đây thử coi. Sao mà cái thế giới này nó lộn. Tính ra mình rớt xuống cái hố vậy, mình được dẫn qua con đường khác ba. Ừ, cái hố này lộn xộn quá. Ê, nè, cái cầu dao nè. À, cầu dao. Rồi. Bật nó lên. Rồi ok, bật rồi. Ủa, nhưng mà làm sao để mình quay lại chỗ cũ đây? Ê mẹ ơi, tự nhiên mình thấy đây nó có hiện lên một cái cửa mới nữa nè. Ok, để mình bật camera lên. Rồi ok. Ở đâu ta? Đây có một cái. Ui, cái đường này càng ngày nó càng nhỏ hay sao ba ơi? Ơ cái đường này sao mà tôi thấy nó nguy hiểm quá ba, có khi nào mình đang đi cái tự nhiên có nguyên một con quái vật ở đâu xuất hiện ra nó ăn thịt hai đứa mình không? Ê. Ủa. Ê bạn ơi, nó xuất hiện thêm con đường bên đây nè. Sao mà xuất hiện nhiều vậy? Trời ơi trời. Ui, nó mở cửa rồi nè, nó mở cửa rồi nè. Wow, vậy là win rồi, phá đảo game. Trời ơi trời. Ok, qua nào. Wow. Okay. Một thế giới hiện đại bạn ơi. Wow, trời ơi trời. Ủa nhưng mà khoan, trên đây là cái gì đây? Ủa, hình như ôi, phòng thí nghiệm. Tự nhiên bọn mình mới vừa qua bên đây xong nó xuất hiện mấy con quái vật trong đây luôn vậy. Mình hiểu rồi bạn ơi. Mấy con quái vật mà từ nãy giờ chúng ta gặp á là do là cái nhà máy này nó sản xuất ra đó. À, thì ra con người thật là độc ác, con người đã gọi là tạo ra những cái con quái vật này để gọi là đem tụi này chiến tranh nè. Trời ơi trời, thật là ác độc. Ủa nhưng mà khoan, bây giờ làm cách nào để mình thoát ra khỏi đây chẳng lẽ giờ? Khoan, có cái cửa ngay đây nè. Ê bạn ơi, tính ra sao mấy cái cửa này xuất hiện bất ngờ các bạn, từ nãy mình đâu có thấy đâu. Đi. Ok, vô. Đi. Đi. Mình lại ở đâu đây? Gì đây? Gì vậy? Phá đảo rồi. Mình đã phá đảo rồi. Yeah. Mình đã về được nhà rồi.